xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị đến với kênh khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự hình thành của các tôn giáo nội sinh ở vùng đất nam bộ nam bộ vùng đất tận cùng phía nam của tổ quốc được khai phá muộn hơn so với các vùng miền khác điều này đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng vừa mang nét truyền thống vừa pha trộn những yếu tố mới mẻ đặc biệt đời sống văn hóa tinh thần ở đây vô cùng phong phú với sự ra đời của nhiều tín ngưỡng và tôn giáo bản địa, tiêu biểu như đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo. Vậy tại sao hầu hết các tôn giáo bản địa này lại tập trung ra đời ở Nam Bộ? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu trả lời thông qua ba yếu tố chính: lịch sử, địa lý và văn hóa. Trước tiên, chúng ta hãy nhìn tôn giáo như một hiện tượng xã hội. Năm 1558, chúa Tiên Nguyễn Hoàng vào Nam lập nghiệp, mở ra bước ngoặt lớn trong việc mở rộng lãnh thổ về phương Nam. Đến năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý miền Nam, chính thức xác lập hệ thống chính quyền tại đây. Những lưu dân đầu tiên đến Nam Bộ đa phần là những người nghèo khó hoặc mang trọng tội. Họ đến đây với tâm thế của những người bị phát vãng, cần một nơi nương tựa. Các tôn giáo ra đời như một cộng đồng giúp họ tương trợ nhau trong việc khai phá vùng đất mới đầy hoang vu và hiểm trở. Sau này, khi thực dân Pháp xâm lược, nhiều người yêu nước ở miền Đông đã di cư sang miền Tây. Điều này càng làm gia tăng nhu cầu về một điểm tựa tinh thần. Các tôn giáo mới ra đời vừa đáp ứng nhu cầu kinh tế, vừa chăm lo đời sống tinh thần cho người dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ đều có căn cứ ở miền Tây, cho thấy vai trò của tôn giáo trong việc tập hợp lực lượng. Vậy tại sao người dân Nam Bộ không tìm đến những tôn giáo quen thuộc như Phật giáo hay Nho giáo. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng xem xét tôn giáo như một hiện tượng văn hóa. Phật giáo và Nho giáo tuy từng được xem là quốc giáo, nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh của những người dân nghèo khổ ở Nam Bộ. Họ cần những giáo lý gần gũi, thiết thực hơn với cuộc sống mưu sinh. Các tôn giáo nội sinh ra đời chính là sự dung hợp giữa các yếu tố của Phật giáo, Nho giáo, đạo giáo và tín ngưỡng dân gian. Tính dung hợp này tạo nên nét đặc trưng của tôn giáo Nam Bộ. Bên cạnh đó, tính cộng đồng, sự tương trợ lẫn nhau cũng là yếu tố quan trọng. Người Nam Bộ vốn hào sảng, nghĩa hiệp, luôn đề cao tinh thần tương thân tương ái. Các tôn giáo nội sinh ra đời, góp phần củng cố tinh thần này, giúp họ cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới. Cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua yếu tố địa lý. Nam Bộ, đặc biệt là Tây Nam Bộ, là vùng đất được khai phá muộn ít bị ảnh hưởng bởi văn hóa và tôn giáo truyền thống. Điều này tạo điều kiện cho sự sáng tạo và chấp nhận cái mới. Địa thế tiền tam giang hậu thất lĩnh được xem là rất phù hợp cho sự phát triển của các tôn giáo mới. Dãy thất sơn gắn liền với đạo hòa hảo, núi bà đen gắn liền với đạo cao đài là những minh chứng rõ nét. Ngoài ra, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiều cây thuốc dân gian cũng góp phần tạo nên màu sắc tâm linh huyền bí, dẫn đến sự ra đời của nhiều đạo phái khác nhau. Tóm lại, sự hình thành của các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ là sự kết hợp của nhiều yếu tố, lịch sử, văn hóa và địa lý. Mỗi tôn giáo, dù được công nhận hay không, đều là một phần của lịch sử, phản ánh khát vọng sống và phát triển của người dân Nam Bộ. Quý vị nghĩ sao về sự đa dạng tôn giáo ở Nam Bộ? Hãy chia sẻ ý kiến của mình với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe khám phá lịch sử. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo.